Bật mí 20 tư cách nhìn thấu lòng người khác chỉ trong nháy mắt. Bạn có biết cách nhận biết con người không? Làm thế nào để chỉ nhìn một cái là hiểu rõ người đó? Tục ngữ có câu, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Có người nhìn bề ngoài rất hiền lành nhưng bên trong lại rất xảo trá. Có người phong cách nghiêm khắc nhưng bên trong lại ấm áp. Có người tính cách mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối. Có người luôn nở nụ cười nhưng mà thủ đoạn rất độc ác. Tục ngữ có câu, không biết thiện thì khổ nửa đời, không biết người thì khổ cả đời. Vì vậy, biết cách nhận biết con người là rất quan trọng. Sau đây, tôi sẽ giới thiệu cho bạn 24 kỹ thuật nhận biết con người cực kỳ chính xác. Học được những điều này sẽ giúp bạn trở thành cao thủ chỉ trong nháy mắt. Bạn hãy thả tim, lưu lại video này, bỏ qua bất kỳ một kỹ thuật nào bạn cũng sẽ thiệt thòi. Thứ nhất, nếu bạn đưa cho ai đó một viên kẹo và ngay lập tức người đó đưa cho bạn một quả trà là, người đó có thể hợp tác nhưng không phù hợp để làm bạn. 2. Người nói nhanh và thẳng thắn, thường không có nhiều mưu mô và kế hoạch. Ngược lại, những người nói lời nói ngọt ngào và luôn nói lời ngon tiếng ngọt thường có ý đồ với bạn. Bạn cần phải cảnh giác, không nên quá tin tưởng. Thứ 3. Người im lặng nhất trong đám đông thường là người có năng lực nhất. 4. Người ít nói thường trở nên rất kín đáo, hoặc là họ thực sự không giỏi giao tiếp, hoặc là họ rất sâu sắc và có nhiều mưu mô. Khả năng thứ 2 thường lớn hơn, đừng xem thường họ và cũng không nên vô cớ xúc phạm họ. Thứ 5, người bộc lộ cảm xúc thường sống khá giản dị và không có ý đồ xấu. Trong khi đó, người có khả năng kiểm soát được cảm xúc và sự tức giận không phải là người bình thường. Thứ 6, những người thích khoe khoang về sự tuyệt vời của bạn bè, của người thân hoặc đồng nghiệp thường không có nhiều tài năng thực sự. Họ cũng thường khá thích thể hiện bản thân và có ham muốn danh vọng. Thứ 7, người không biết cách từ chối có thể sẽ không được mọi người yêu mến. Trái lại, họ không giỏi trong giao tiếp xã hội và là người không thích làm phiền người khác, thường cũng không thích bị người khác làm phiền. Thứ 8, những người có vẻ ngoài không khả năng hòa nhập không phải do tính cách cô độc mà là do họ không biết gần gũi. Thay vào đó, họ không phải là người không khả năng hòa nhập, có thể họ thích sự cô đơn và họ mù quáng làm theo đám đông mà thôi. Thứ 9, những người gặp phải vấn đề nhỏ hoặc rắc rối nhỏ mà đã than phiền khắp mọi nơi chắc chắn không thể làm được việc lớn lao, kể cả những việc nhỏ. 10. Những người thường không giao tiếp tốt với những người có địa vị cao hơn, ví dụ như là giao tiếp với lãnh đạo của bạn. Đừng chỉ nghe theo lời nói bề ngoài, bạn cần phân tích ý nghĩa sâu xa trong lời nói của họ, vì những người này thường không nói lời thẳng thắn. Người thứ 11. Những người thích khoe khoang trước mặt người khác thường không khả năng sức mạnh. Ngược lại, những người ít nói luôn có thể đạt được mục tiêu rất tuyệt vời. 12. Những người đạt được một địa vị nhất định chắc chắn có thế mạnh của riêng họ, dù họ có vẻ ngoài bình thường đến đâu hoặc bạn khinh thường họ đến mấy. 13. Những người thường xuyên nói luôn đặt tình cảm lên trên hàng đầu, không nói về tiền bạc, thực sự lại coi trọng tiền bạc. Ngược lại, những người trước tiên xem xét vấn đề về tiền bạc, sau đó mới nghĩ đến tình cảm, thường là những người đáng tin cậy hơn. 14. Người nói xấu người khác trước mặt bạn cũng thường sẽ nói xấu bạn trước mặt người khác. 15. Những người tâng bốc bạn trước mặt người khác thường không phải thực sự muốn tốt cho bạn, họ có thể đang nâng bạn lên. Nhưng những người nói lời chân thật dù không dễ nghe một cách riêng tư thì chắc chắn đáng để bạn kết giao sâu sắc. 16. Nếu bạn khó nhìn thấu một người khác, hãy quan sát xem bạn bè xung quanh họ, xem họ kết giao với người khác như thế nào. 17. Những người không hiếu thuận với cha mẹ thì không nên kết giao. Ai không hiếu thuận với cha mẹ làm sao có thể chân thành với bạn. 18. Những người quá cẩn trọng, sợ phạm phải sai lầm thường dễ bị người khác bắt nạt. Những người mạnh mẽ thường không ai dám coi thường. 19. Dù một người có rất nhiều bạn bè trên mạng xã hội, điều đó không đại diện cho cuộc sống thực sự của họ, nó chỉ thể hiện cuộc sống mà họ mong muốn như thế nào. 20. Người có thể giữ bình tĩnh, không biểu hiện ra bên ngoài, dù là đối mặt với lời khen hay là lời sỉ nhục, chắc chắn là người có nhiều mưu mô và không dễ đối phó. Đừng bao giờ xúc phạm với loại người này, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. 21. Để biết về phẩm chất của một người, bạn có thể quan sát cách họ giáo dục và nuôi dưỡng con cái họ như thế nào. 22. Người có thể nhanh chóng thoát khỏi một mối quan hệ sau khi thất bại là người không thật lòng cho đi, hoặc là họ rất lý trí, đáng sợ. 23. Những người đối xử với người khác không khiêm tốn, cũng không kiêu ngạo, không nịnh hót, người có quyền lực không khinh thường người gặp khó khăn
là người đáng để kết giao sâu sắc. Từ sau khi xem xong video này, những người nào thả tim để lại bình luận thể hiện sự yêu thích, không chỉ có hiểu biết về đời sống xã hội mà còn thường là những người có tâm hồn rất tốt bụng, tương lai của họ chắc chắn rộng mở và đầy hứa hẹn.